Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Chương trình tối nay có một số nội dung đáng lưu ý sau. Tỉnh Long An tổ chức lễ dân hương nhân dịp kỷ niệm 110 năm ngày sinh của giáo sư Trần Văn Dào. Tỉnh Long An đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch nhưng không được lơ là chủ quan. Tình thế giới, Tổng thống Mỹ kêu gọi đoàn kết nhân kỷ niệm 20 năm sự kiện 11 tháng 9. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Long An tổ chức lễ dân hương kỷ niệm 110 năm ngày sinh của giáo sư Trần Văn Dào, 11 tháng 9 năm 1911, 11 tháng 9 năm 2021. Đến dự có Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Được, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Út, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Tấn Hòa. Tại lễ dân hương, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thắp hương trước mộ phần giáo sư Trần Văn Dào và gia tộc, dân hương tưởng niệm tại nhà thờ họ của giáo sư. Giáo sư Trần Văn Dào xuất thân trong một gia đình trung lưu thuộc xã An Đục Long, huyện Châu Thành, nay là xã Dương Xuân Hội, huyện Châu Thành. Trong suốt quá trình hoạt động cách mạng, ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng cũng như có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và nền giáo dục nước nhà. Khi thực dân Pháp tái xâm lược nước ta vào tháng 9 năm 1945, ông là bí thư xứ ủy Nam Kỳ, chủ tịch ủy ban kháng chiến Nam Bộ. Ông còn có nhiều đóng góp quan trọng cho sự nghiệp giáo dục, nghiên cứu của nước nhà. Trong sự nghiệp của mình, ông đã viết hơn 150 công trình nghiên cứu về khoa học xã hội và nhân văn. Với những đóng góp nổi bật của mình, giáo sư Trần Văn Dào được Đảng và Nhà nước phong hàm giáo sư, tặng thưởng nhiều quân chương, danh hiệu cao quý như quân chương kháng chiến hạng nhất, quân chương độc lập hạng nhất, quân chương Hồ Chí Minh, quân chương lao động hạng nhất, nhà giáo nhân dân, anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, giải thưởng Hồ Chí Minh. Giáo sư Trần Văn Dào, người chiến sĩ cách mạng tiền bối, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, triết học, nhà giáo, anh hùng lao động, người con ưu tú của quê hương Long An, mãi là tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu, lao động và cống hiến cho cách mạng, là niềm tự hào của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Long An nói riêng và cả nước nói chung. Thưa quý vị, theo tin từ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Trung ương, đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau một thời gian lâm bệnh, mặc dù đã được Đảng, Nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng rất yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút hôm nay tại nhà riêng số 10, ngõ 9, đường Nguyễn Tri Phương, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Lễ viếng, lễ truy điệu, lễ an táng đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ được thông báo sau. Đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, khóa 10, khóa 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, khóa 11, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13. Đồng chí được trao quân hàm Đại tướng tháng 7 năm 2007. Đại tướng Phùng Quang Thanh là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu. Cuộc đời binh nghiệp của ông là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng năm 2006, đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng năm 2011, đồng chí tiếp tục được bầu vào Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, Đại tướng Phùng Quang Thanh được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Với nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển trưởng thành của quân đội, đồng chí Phùng Quang Thanh được Đảng, Nhà nước phong tặng Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều danh hiệu cao quý khác. Chuyển sang những nội dung đáng lưu ý khác. Thưa quý vị, tỉnh Long An đang tiếp tục lộ trình thực hiện đạt các tiêu chí kiểm soát dịch nhưng không lơ là chủ quan trong công tác phòng chống dịch. Đây là đánh giá được nêu ra tại hội nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Long An dưới sự chủ trì của Thường trực Tỉnh ủy. Hội nghị vừa diễn ra vào chiều nay, ngày 11 tháng 9 năm 2021 theo hình thức trực tuyến.
Trong thời gian qua, Ban chỉ đạo, Sở chỉ huy và các tiểu ban phòng chống dịch COVID-19 tăng cường kiểm tra đến tận các xã, phường, thị trấn, khu nhà trọ, cơ sở thu dung điều trị, từ đó kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, giúp các địa phương chấn chỉnh những hạn chế, đạt được nhiều tín hiệu đáng mừng. Số ca mắc mới liên tục giảm trong những ngày qua. Hiện Long An không còn huyện vùng đỏ, ngày càng mở rộng vùng xanh. Tính đến 18 giờ ngày 10 tháng 9, toàn tỉnh ghi nhận hơn 27.000 ca nhiễm COVID-19, trong đó có gần 80% số ca điều trị khỏi. Xác định tiêm vaccine là ưu tiên hàng đầu trong phòng chống dịch COVID-19, tỉnh đã quyết liệt đẩy nhanh tiến độ triển khai tiêm vaccine nhanh đúng đối tượng, đúng quy trình, quy định. Đến ngày 10 tháng 9 năm 2021, đã có hơn 1,3 triệu người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1, đạt gần 100%. Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị cũng tập trung đánh giá những tồn tại hạn chế như công tác cung ứng hàng hóa, thuốc cho các khu vực phong tỏa chưa đáp ứng hết các nhu cầu của người dân. Người dân còn lơ là chủ quan trong tầm soát xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, một số địa phương vùng xanh chưa thực hiện nghiêm quy định 5K trong phòng chống dịch. Xác định công tác phòng chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Nguyễn Văn Được yêu cầu các địa phương cần nỗ lực duy trì thành quả chống dịch, không chủ quan, từng bước thận trọng khi nới lỏng giãn cách, đặc biệt là các địa phương vùng xanh cần thực hiện nghiêm chỉ thị số 15 cộng bên trong nội bộ địa phương và thực hiện 16 cộng tại các khu vực giáp ranh. Cấp 3 đó thì học trực tuyến bằng mọi cái hình thức truyền hình rồi các cái phương tiện internet khác. Thì cái này về công nghệ đó, về nhiệm vụ chung tôi giao là Sở Giáo dục làm chủ công, phối hợp với Đài truyền hình, phối hợp với lại Sở Thông tin truyền thông tham mưu cái chương trình giảng dạy cho ủy ban để triển khai thực hiện. Trong đó thì giáo dục là chuẩn bị về nội dung chương trình, đài đó là chuẩn bị cái dành cái thời lượng ưu tiên để cho dạy này. Và thứ hai là Sở Thông tin truyền thông là hỗ trợ về mặt công nghệ. Và ba cái đơn vị này phối hợp nhau để làm sao học trực tuyến bằng nhiều cái hình thức, nhiều cái loại hình để mà làm sao tất cả các học sinh mà học trực tuyến này học có hiệu quả nhất. Từ lớp 9 đó lại là lùi lại 4 tháng 10. Sau 4 người chúng ta tính tiếp. Về cái kế hoạch sản xuất, từng bước chuyển từ hình thức nhà nước tập trung trong phòng chống dịch sang doanh nghiệp và người dân chủ động cái phòng chống dịch. Từng bước thận trọng, nới lỏng giãn cách và không để dịch bùng phát trở lại. Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó khi dịch bùng phát trở lại, tiếp tục đẩy mạnh xét nghiệm sàng lọc cộng đồng để tách hết F0 ra khỏi cộng đồng, chú trọng tiêm vaccine mũi 2 cho người dân đã tiêm mũi 1 đủ thời gian, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đảm bảo an dân, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Thực hiện kế hoạch phục hồi sản xuất phát triển kinh tế từ ngày 8 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9 năm 2021, huyện Cần Đước tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho lực lượng công nhân đang làm việc theo phương án 3 tại chỗ và người lao động đang sống trên địa bàn huyện. Nhằm phục vụ tốt cho công tác tiêm phòng, huyện bố trí 3 điểm tiêm tại khu công nghiệp Thuận Đạo, khu công nghiệp Cầu Tràm và trường trung học cơ sở Tân Lân, có 5.813 công nhân được tiêm mũi 2 trong đợt này. Cần Đước là một trong những địa phương có nhiều khu cụm công nghiệp với đông đảo công nhân lao động làm việc trên địa bàn. Việc tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 trong thời điểm này giúp công nhân và doanh nghiệp an tâm hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hướng đến khôi phục sản xuất của các doanh nghiệp nói riêng và huyện Cần Đước nói chung. Qua đó tạo vùng xanh an toàn và môi trường miễn dịch cộng đồng trong mỗi doanh nghiệp để đi vào sản xuất an toàn. Đến nay, huyện Cần Đước đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 151.580 người trong độ tuổi từ 18 trở lên, đạt 98,8% tổng số người trong độ tuổi quy định được tiêm phòng, trong đó có 14.909 người đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Tính đến ngày 10 tháng 9 năm 2021, huyện Tân Trụ có 55.474 người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, đạt tỷ lệ trên 97% tổng số người trong độ tuổi tiêm. Từ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị và người dân, nên huyện Tân Trụ đã hoàn thành chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 toàn dân vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Được thông báo của địa phương là coi như người lớn tuổi chúng tôi được tiêm phòng vaccine để phòng chống COVID-19, thì coi như tôi cũng có động viên cô bác ở gần lớn tuổi như tôi, rồi cả gia đình. Thì coi như ngày đó tôi có đến tiêm phòng. Thì qua cái tiêm, thì nói chung là cái phản ứng của cơ thể là không có gì, rất là khỏe.
cùng với các địa phương khác trong tỉnh, huyện Tân Trụ đã thần tốc hoàn thành công tác tiêm vaccine mũi 1 phòng COVID-19 toàn dân, an toàn, hiệu quả, theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đặt ra. Thị xã Kiến Tường cũng đã tiêm 37.193.000 liều vaccine cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên, trong đó có 33.799 người được tiêm mũi 1, đạt tỷ lệ 98,31% dân số từ 18 tuổi trở lên, và có 3.394 người được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19, chiếm tỷ lệ 9,87% so với dân số. Nhìn chung, chiến dịch tiêm vaccine COVID-19 cho toàn dân đã được thị xã Kiến Tường triển khai đúng tiến độ, đảm bảo các quy định về an toàn phòng chống dịch, an toàn về an ninh trật tự. Ngoài lực lượng nhân sự của 22 tổ tiêm chủng do ngành y tế phụ trách, các xã phường còn huy động gần 400 tình nguyện viên tham gia hỗ trợ, góp phần cho chiến dịch tiêm vaccine trên địa bàn thị xã diễn ra an toàn, đúng tiến độ. Thưa quý vị, ngày 10 tháng 9, Bộ Y tế có văn bản khẩn gửi các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 cho trường hợp đã tiêm mũi 1 là vaccine Moderna. Theo đó, Hội đồng Tư vấn chuyên môn về sử dụng vaccine của Bộ Y tế khuyến cáo, trong trường hợp bất khả kháng khi nguồn cung vaccine COVID-19 mũi 1 đã tiêm không đủ để tiêm mũi 2, thì có thể sử dụng vaccine khác để tiêm mũi 2. Theo đó, nếu đã tiêm mũi 1 vaccine do Moderna sản xuất, thì mũi 2 có thể tiêm vaccine Pfizer và ngược lại. Bộ Y tế cũng cho biết, hiện nay Việt Nam đang triển khai tiêm vaccine Pfizer và Moderna để người dân được tiêm đủ vaccine theo quy định, đảm bảo hiệu quả và an toàn. Bộ Y tế đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Y tế tham mưu báo cáo về việc tiêm mũi 2 vaccine Pfizer cho những người đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna đủ thời gian mà không có vaccine Moderna để tiêm mũi 2. Sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố chấp thuận, việc tiêm mũi thứ 2 bằng vaccine Pfizer cho các đối tượng đã tiêm mũi 1 vaccine Moderna, Sở Y tế hướng dẫn các cơ sở tiêm chủng lập kế hoạch, lên danh sách và thông tin đầy đủ về hiệu quả, tính an toàn của vaccine cho các đối tượng trước khi tiến hành tiêm chủng để tạo sự đồng thuận cao. Thưa quý vị, hiện nay trên bản đồ COVID-19 của tỉnh, huyện Bến Lức và Đức Hòa chính thức ra khỏi vùng đỏ, trở thành vùng cam, tức vùng nguy cơ cao, cùng với thành phố Tân An. Riêng Cần Giuộc đã chuyển sang vùng vàng, tức vùng nguy cơ, và đang quyết tâm xanh hóa để sớm trở lại trạng thái bình thường mới, ghi nhận tại huyện Cần Giuộc. Từng là một trong năm đơn vị vùng đỏ của huyện Cần Giuộc có mật độ dân số đông, nhưng với quyết tâm thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, thị trấn Cần Giuộc nay đã chuyển sang vùng vàng và sẽ tiếp tục giữ vững mở rộng các khu phố vùng xanh để khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống nhân dân. Thị trấn sẽ tiếp tục là tổ chức là truy vết và tầm soát thần tốc, tinh thần là phát hiện và bóc tách tất cả những trường hợp F0 ra khỏi cộng đồng để chặn đứng nguồn lây. Đối với lại là việc đảm bảo cho cái công nhân chuẩn bị đi lao động trở lại trong cái trạng thái bình thường mới, thì hiện tại là thị trấn cũng đang tổ chức và tầm soát và tuyên truyền tập trung ra để tiêm ngừa, để làm sao là có cái vaccine trong cái cơ thể để mà ngăn ngừa dịch bệnh trong cái cộng đồng trong quá trình lao động. Đợt dịch này, chị Nguyễn Thị Trúc Mai, giáo viên trường mẫu giáo Tân Kim, thị trấn Cần Giuộc, đăng ký làm tình nguyện viên hỗ trợ phòng chống dịch và không may nhiễm bệnh. Vượt qua cú sốc tinh thần, được sự động viên của lãnh đạo địa phương cùng sự tận tình của các y bác sĩ, chị đã khỏi bệnh và tiếp tục tham gia chống dịch. Trong tinh thần là mình nghĩ là khi mà mình tham gia cái công tác tình nguyện thì nó cũng sẽ có cái nguy cơ nó bị nhiễm. Thì mình cũng có chuẩn bị tinh thần trước, nhưng mà khi nghe thì hơi bị sốc xíu. Trong cái thời gian điều trị trong cái khu cách ly là 2 tuần. Trong 2 tuần đó thì đội ngũ y bác sĩ cũng hỗ trợ cho mình, cũng theo dõi sức khỏe thường xuyên, để mà bên cạnh đó thì cũng nhờ là do bản thân của mình nữa, rồi cố gắng lên để mà mình thoát bệnh, mình hết bệnh, mình về mình tiếp tục mình hỗ trợ với địa phương. Từng bước khống chế dịch bệnh, dần xanh hóa địa bàn là tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, người dân các địa phương đang áp dụng chỉ thị 16 cần chấp hành nghiêm giãn cách xã hội và tuân thủ quy định về phòng chống dịch để cuộc sống sớm trở lại trạng thái bình thường mới. Hướng tới là chúng tôi cũng cương quyết là sẽ phòng chống, không để người dân của địa phương của mình mắc dịch COVID-19 và không để người dân địa phương của mình đói trong cái mùa dịch, lúc nào cũng là đảm bảo an sinh xã hội tốt. Trên cơ sở thực hiện 3 chiến lược từ trung ương đến địa phương, huyện Cần Giuộc xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế, trong đó xác định rõ địa bàn, phân công các tổ xây dựng kịch bản cụ thể cho từng giai đoạn.
Đối với cái tổ mà thực hiện cái nhiệm vụ mà được giảm từng cái vùng cam, vùng vàng, vùng xanh á, thì mình sẽ xác định được cái nhiệm vụ chi tiết. Trong đó phải tầm soát, xác định để làm sao mà chúng ta khoanh để giải quyết dứt điểm cái tình hình dịch của từng cái địa bàn, để chuyển địa bàn sớm nhất. Cái tổ mà phát triển kinh tế đó, thì chúng ta phải xác định các lĩnh vực để mà tổ chức sản xuất kinh doanh, để ổn định cái đời sống của người dân. Và cái tổ liên quan đến phát triển công nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục xác định để các lực lượng mà đưa vào các công nhân, các doanh nghiệp để họ có điều kiện sản xuất kinh doanh, để đảm bảo cái đời sống và cái hạn chế cái đứt quãng cái chuỗi sản xuất của doanh nghiệp của chúng ta. Được sự quan tâm của ban chỉ đạo tỉnh, các ngành liên quan và sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Cần Giuộc đã chuyển hóa từ cam sang vàng và đang dần xanh hóa. Toàn huyện chỉ còn 2 xã vùng cam, 4 xã thị trấn vùng vàng, 9 xã còn lại là vùng xanh. Tuy vậy, không lơ là chủ quan, cùng với các địa phương khác trong tỉnh, Cần Giuộc quyết tâm khống chế đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất. Thực hiện quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước về việc gỡ bỏ phong tỏa các khu vực cách ly y tế thuộc vùng đỏ phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân xã Tân Ân tổ chức gỡ phong tỏa khu vực cách ly y tế thuộc ấp 7 của xã trong sự vui mừng của người dân. Ấp 7 xã Tân Ân là một trong 18 khu vực cách ly y tế thuộc các xã vùng đỏ của huyện từ ngày 8 tháng 8 năm 2021 đến nay đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, không phát hiện trường hợp nghi nhiễm mới trong cộng đồng. Ngay sau khi thực hiện quyết định gỡ bỏ cách ly y tế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Ân yêu cầu cán bộ và nhân dân ấp 7 tiếp tục thiết lập vùng xanh an toàn, kiểm tra chặt chẽ việc ra vào ấp của người dân trong khu vực và thực hiện nghiêm quy tắc 5K của Bộ Y tế và các quy định trong công tác phòng chống dịch. Đến nay, huyện Cần Đước đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh, các khu vực phong tỏa cách ly y tế được gỡ bỏ để chuyển sang trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, để giữ vững thành quả đạt được trong công tác phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các xã thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Những nội dung tiếp theo trong chương trình. Năm học mới, Long An có hơn 109.000 học sinh không đủ điều kiện học trực tuyến. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ kêu gọi đoàn kết nhân kỷ niệm 20 năm sự kiện 11 tháng 9. Thưa quý vị, trong hai ngày 10 và 11 tháng 9 năm 2021, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước đã có chuyến kiểm tra tiến độ thực hiện các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Mặc dù gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng thời gian qua, các ngành của huyện đã tập trung thực hiện các công trình theo nguồn vốn phân bổ. Đến nay, huyện đã thực hiện 77 công trình, trong đó có 38 công trình tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Riêng các công trình còn lại thực hiện phương án 3 tại chỗ vẫn đang tiếp tục thi công. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cần Đước Quỳnh Giang Quang Hùng chia sẻ khó khăn với chủ đầu tư và đơn vị thi công. Tuy chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng đã có nhiều nỗ lực để các công trình tiếp tục thi công theo kế hoạch. Ông đề nghị các ngành cần đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân các công trình, các đơn vị thi công và chủ đầu tư khắc phục khó khăn, tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đảm bảo đúng thiết kế, đảm bảo chất lượng và hiệu quả sử dụng. Theo khảo sát đầu năm học mới của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An, ở tất cả các cấp học, trong tổng số hơn 264.000 học sinh, có hơn 109.000 trường hợp, tức khoảng 41% không có đủ điều kiện để tham gia học trực tuyến. Trong số hơn 109.000 trường hợp này, có đến gần 75.000 học sinh khối tiểu học không thể tham gia học trực tuyến với nhiều lý do khác nhau, như học sinh không có thiết bị học, không có người hỗ trợ hoặc đang mắc kẹt ở quê, và một số trường hợp gia đình không có đường truyền Internet để có thể kết nối học online. Riêng đối với khối trung học cơ sở và trung học phổ thông, có khoảng 35.000 trường hợp không thể tham gia học trực tuyến. Khối trung học phổ thông có 7,61%. Tổng số học sinh phổ thông không có điều kiện học trực tuyến. Trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An cho biết, đây là một năm học khó khăn bởi việc học trực tuyến không đồng bộ ở tất cả các địa bàn của tỉnh về trang thiết bị đường truyền. Đồng thời, hệ thống dạy học trực tuyến hiện nay không đồng bộ cũng là thách thức đối với các giáo viên. Ngoài việc các trường đang kêu gọi quyên góp thiết bị học trực tuyến, thì Sở Giáo dục và Đào tạo cũng đang phối hợp với các đơn vị truyền thông sản xuất nội dung chủ yếu là các đoạn phim, video ngắn để học sinh có thể tự học. Trên tinh thần tương thân tương ái, tất cả vì học sinh thân yêu, quyết tâm không để một học sinh nào bị mất cơ hội học tập vì đại dịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Công đoàn Giáo dục Việt Nam vừa phát động quyên góp ủng hộ máy tính cho em.
Chương trình nhằm huy động mọi nguồn lực cho học sinh chưa có và không thể có khả năng mua thiết bị học tập trực tuyến. Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo và Chủ tịch Công đoàn ngành các tỉnh, hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn các trường đại học, học viện, trường cao đẳng sư phạm cùng các đơn vị trực thuộc tổ chức phát động quyên góp ủng hộ tại tất cả các đơn vị, kêu gọi tuyên truyền vận động toàn thể đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, đội ngũ nhà giáo, nhân viên, người lao động tham gia ủng hộ kinh phí tối thiểu là một ngày thu nhập. Ban vận động quyên góp ủng hộ tiếp nhận, điều phối trang thiết bị học trực tuyến cho học sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ chỉ đạo ưu tiên mua thiết bị học trực tuyến, hỗ trợ các đối tượng học sinh khó khăn ngay tại địa phương và có sự điều phối chung giữa các địa phương trong cả nước. Được coi là dịp khuyến mãi lớn trong năm, nhiều siêu thị điện máy tung ra hàng loạt khuyến mại giảm giá sâu vào tháng 9. Tuy nhiên, do áp dụng lệnh giãn cách xã hội nên hầu hết chương trình khuyến mại đều được niêm yết trên các website thương mại điện tử. Khách hàng khi mua các sản phẩm điện máy được giảm giá đến 50%. Trong đó, hàng loạt các sản phẩm TV giảm từ vài triệu cho đến vài chục triệu đồng. Nhiều mã máy giặt cũng ồ ạt giảm giá vào thời gian này. Ví dụ như máy giặt lồng ngang 8kg của các thương hiệu lớn đang giảm giá 54%. Các sản phẩm laptop phục vụ cho việc học và làm việc trực tuyến cũng bất ngờ được các siêu thị điện máy giảm giá đến 30% để chào mừng năm học mới. Do không được coi là mặt hàng thiết yếu nên từ nửa tháng qua, sách vở đồ dùng học tập liên tục tăng giá, thậm chí gấp đôi so với mùa tụ trường năm ngoái. Với cả ngang bình thường có 8.500 đồng một cuốn loại 80 trang, nay 15.000 đồng một cuốn, vở 300 trang A4 cũng tăng lên 54.000 đồng một cuốn, trong khi lúc trước khi có dịch là 35.000 đồng một cuốn, vở OD trước 5.000 đến 6.000 đồng một cuốn, nay tăng lên 120.000 đồng 10 cuốn. Dụng cụ học tập như Compa nhãn hiệu Daily của Trung Quốc chỉ 34.000 đồng thì nay lên 45.000 đồng một chiếc. Các loại bút máy, nét qua, bút bi, bút nước, bút dạ được các cửa hàng tăng giá bán từ 20 đến 30% so với năm ngoái.